Kính chào quý vị và các bạn. Hân hạnh được đồng hành cùng các cô chú, các anh chị và các bạn mỗi ngày trên kênh của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về bí quyết chữa bách bệnh của Đạt Ma Sư Tổ. Bạn đã từng nghe thấy động tác kỳ diệu giúp chữa bách bệnh, thậm chí cả ung thư của Đạt Ma Sư Tổ chưa? Xuất phát từ việc truyền dạy môn võ Thiếu Lâm vào khoảng năm 917 tại Trung Quốc của nhà sư Đạt Ma đến từ Ấn Độ. Dịch Cân Kinh là một bài tập luyện thể lực đã ra đời. Điều đặc biệt là công hiệu chữa bệnh tuyệt vời của nó vẫn còn giá trị tới ngày nay. Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về dịch Cân Kinh trong video hôm nay. Một động tác kỳ diệu chữa được cả ung thư giai đoạn cuối và vô số bệnh khác của Đạt Ma Sư Tổ. Có thể bạn chưa biết, trên thế giới có vô số những điều kỳ diệu mà các nhà khoa học vẫn chưa thể nào lý giải nổi. Một trong số đó có một động tác chữa bệnh thần kỳ đang được rất nhiều người luyện tập hiện nay để chữa bệnh và phục hồi sức khỏe cho mình. Kể cả các loại ung thư cũng đều có thể phòng ngừa và chữa trị được. Nhiều người sẽ rất khó tin cái điều này, nhưng mà sự thật nó vẫn đang diễn ra trên khắp nơi trên thế giới, khiến nhiều nhà khoa học bó tay không tìm ra đáp án. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về nguồn gốc cũng như là sự kỳ diệu về cách tập luyện động tác này để quý vị có thể tự phòng và chữa bệnh cho chính mình. Theo như sử sách ghi lại, thì vào năm Đinh Sửu 917, có một nhà sư có tên là Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc để mà thuyết pháp. Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia có tín ngưỡng khác nhau, cho nên việc mang pháp của nước mình qua một nước khác để mà thuyết giảng thường rất dễ xảy ra mâu thuẫn xung đột. Để phòng tránh những xung đột này, thì những vị đệ tử của nhà sư Đạt Ma vừa phải lo tu dưỡng, học Phật Pháp, lại kèm thêm phải luyện tập võ nghệ hàng ngày để tự vệ cho chính mình mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Cũng chính từ đây, môn võ Thiếu Lâm bắt đầu ra đời và tồn tại tới ngày hôm nay. Có rất nhiều người sau khi nghe thuyết giảng đã cầu xin nhà sư Đạt Ma xin cho gia nhập môn, nhưng mà do thể chất của họ kém, lại không thể nào luyện võ được ngay, cho nên chưa đủ điều kiện để tham gia nổi. Thấy nhiều người có thiện chí, cho nên nhà sư Đạt Ma đã dạy cho nhiều người một bài tập để nâng cao thể lực, có tên là dịch cân kinh. Từ dịch cân kinh, khi mà tách ta từng từ một, sẽ có ý nghĩa là dịch có nghĩa là thay đổi, cân có ý là chỉ gân cốt, còn kinh mang ý nghĩa là sách quý. Cách tập động tác này thực ra rất đơn giản, nhưng mà quan trọng người tập cần phải kiên trì thì sẽ có hiệu quả rất lớn. Động tác này sẽ giúp người ta ngủ ngon, ăn ngon, ngủ tốt, sức khỏe tăng và đặc biệt là loại trừ được rất nhiều bệnh tật như là suy nhược thần kinh, cao huyết áp, hen suyễn, các bệnh tim mạch, các bệnh dạ dày, đường ruột, thận, gan, ống mật, trĩ nội, vân vân. Rồi bán thân bất toại, trúng gió, méo mồm, lệch mắt, vân vân. Khi tập động tác này thì các tật trên đều sẽ tan biến hết. Nhất là các loại bệnh mãn tính của những người cao tuổi, kể cả các loại ung thư đều có thể phòng và điều trị được. Với những người mà mắc các bệnh về mắt, nếu như luyện dịch cân kinh có thể chữa khỏi các chứng đau mắt thông thường, đau mắt đỏ và cả đục thủy tinh thể nữa. Nhiều người sẽ không tin tại sao mà lại kỳ diệu đến như vậy. Theo như y học cổ truyền phương Đông đã lý giải rất rõ về điều này. Mọi bệnh tật của chúng ta sinh ra hầu hết là do mất cân bằng âm dương trong cơ thể và bị tắc nghẽn khí huyết mà ra. Khí huyết của chúng ta có tác dụng tiêu trừ các chất độc hại, xâm hại từ bên ngoài cơ thể và điều chỉnh lại các vị trí mất cân bằng. Nếu khí huyết không thông thì âm dương sẽ bị lệch mà sẽ sinh ra bệnh tật. Khi luyện tập bộ môn dịch cân kinh sẽ làm cho cơ thể chúng ta khí huyết lưu thông khắp trên cơ thể và cả lục phủ ngũ tạng, các hệ mạch, lạc, thần kinh, vân vân. Do vậy, động tác này có tác dụng kỳ diệu và chữa được nhiều bệnh là như vậy đó. Cách tập dịch cân kinh như thế nào? Trước khi tập dịch cân kinh thì dù là ai cũng phải nắm rõ tinh thần của động tác này để hiểu rõ và tập cho nó có hiệu quả. Đầu tiên là người tập cần phải có sự quyết tâm cho đến nơi đến chốn. Luyện tập đều đặn hàng ngày và kiên trì hàng ngày. Cần có tinh thần vững vàng, không nghe lời người khác bàn ra tán vào mà bỏ dở giữa chừng
thì sẽ mất đi tác dụng của nó. Thứ hai là phải có tinh thần lạc quan. Đừng sợ mình bị bệnh nặng mà suy nghĩ tiêu cực hay là thất vọng. Phải tin rằng mình sẽ chiến thắng bệnh tật. Nếu luyện tập động tác này mới có những điều kỳ diệu bất ngờ xảy đến. Về tư thế tập thì cần phải nhớ kỹ: trên không, dưới có, lên 3, xuống 7. Khi tập dịch cân kinh thì ta nên đứng thẳng. Hãy nhớ một nguyên tắc, đó là trên không, dưới có. Câu này có nghĩa là lấy sức vẩy tay về phía sau, khi tay trở lại phía trước là do quán tính, không dùng sức đưa ra về phía trước. Đầu thì nên lơ lửng, miệng không hoạt động, bụng phải mềm, lưng thì lên thẳng, thắt lưng thì lên mềm dẻo ra, đừng có gồng cứng lại. Cánh tay phải vẫy, cùi trò thẳng và mềm, ngón tay thì xòe ra như quạt. Khi vẩy tay thì hậu môn phải rúm chắc lại, gót chân thì lỏng, bàn chân thì phải cứng, ngón chân thì bấm chặt trên nền đất, giống như khi mà chúng ta đứng trên một nền đất trơn. Đây chính là những quy định cụ thể khi mà luyện tập vẩy tay đạt ma dịch cân kinh. Trên 3 dưới 7 có nghĩa là phần thân trên của cơ thể mình để lỏng chỉ độ 3 phần khí lực, phần thân dưới thì lấy gắng sức tới 7 phần thể lực khi tập. Chi tiết này đặc biệt phải ghi nhớ kỹ để tập luyện mang lại hiệu quả tốt. Đối với mắt thì mắt phải nhìn thẳng, đầu không nghĩ ngợi, chỉ nhẩm đếm lần vẫy tay. Đối với những người mới bắt đầu tập thì không cần phải cố hết sức mà tập, dễ chấn thương ngón chân. Sau khi tập thì nên vê các ngón chân, ngón tay mỗi ngón 9 lần để thư giãn sau khi tập xong. Có một số người thường nôn nóng, muốn chữa bệnh ngay, khỏi ngay hay là khỏi nhanh mà bắt đầu tập luyện quá sức thì cũng không đem lại hiệu quả. Người tập cần phải có quyết tâm, nhưng mà cứ phải tập từ từ tiến lên mới là đúng cách. Nếu như tinh thần tập không được tập trung, tư tưởng phân tán, không chú ý trên nhẹ dưới nặng khi tập, chính là tập sai và chẳng đem lại lợi ích gì cả. Một số người phi vẩy tay tới khoảng 600 cái trở lên thì thường có biểu hiện là đánh rắm, hắt hơi, hai chân thì nhức mỏi, toát mồ hôi, mặt nóng bừng, vân vân. Đây là những hiện tượng hết sức bình thường. Có phản ứng tức nghĩa là tốt, là đã có hiệu quả. Do vậy, đừng ngại nếu như gặp những hiện tượng này. Sở dĩ khi tập số lượng quá nhiều thì cơ thể của chúng ta có biểu hiện như là đánh rắm và hắt hơi là do nhu động của đường ruột chúng ta tăng lên, đẩy mạnh chức năng của hệ tiêu hóa. Chân của chúng ta mỏi là do khí huyết của cơ thể chúng ta đang dồn xuống dưới để có thể tập trên nhẹ, dưới nặng một cách đúng cách. Dưới đây là một số bệnh tiêu biểu chữa tốt khi tập đạt ma dịch cân kinh. Thứ nhất là bệnh gan. Người ta thường mắc bệnh gan là do khí huyết trong tạng gan không có tốt, cho nên khí không thoát được, tích trữ lâu ngày gây ra khó bài tiết. Những người mà mắc bệnh gan nan y thường sẽ ảnh hưởng đến cả mật và tỳ vị. Tuy nhiên, nếu luyện vẩy tay đạt ma dịch cân kinh lại có thể chữa tốt căn bệnh này. Nếu cơ thể sớm có biểu hiện đánh rắm, tức là đã có kết quả tốt. Thứ hai là bệnh về mắt. Luyện tập vẩy tay đạt ma dịch cân kinh có thể khỏi đau mắt đỏ, các chứng đau mắt thông thường, cận thị, thậm chí nó có thể chữa được cả bệnh đục thủy tinh thể. Khi tập vẩy tay đạt ma dịch cân kinh thì có thể những phản ứng sẽ xảy ra đều là hiện tượng thải bệnh. Do vậy đừng có sợ. Các phản ứng xảy ra để loại trừ chất ứ đọng, tức tử bệnh tật. Nếu luyện tập đúng cách sẽ làm tăng sức đề kháng, thải sạch chất độc, cặn bã trong các gân thần kinh và cả trong tế bào khác nữa mà máu chúng ta không thể nào thải nổi. Khi luyện vẩy tay đạt ma dịch cân kinh, khí huyết lưu thông mới thải nổi ra cặn bã, nên sinh ra phản ứng. Do vậy, đừng có sợ mà cứ tiếp tục tuật luyện như thường. Hết một phản ứng là khỏi một căn bệnh. Cứ tập luyện dần dần sẽ có kết quả rất tốt. Một số điểm cần chú ý. Số lần vẩy tay nên trong khoảng từ 600 lần cho tới 1.800 lần. Làm liên tục sẽ rơi vào khoảng 30 phút cho một đợt điều trị. Nếu sau khi tập thấy ăn ngon, ngủ tốt, đại tiểu tiện điều hòa, tinh thần tỉnh táo thì chứng tỏ con số ta tập là đang thích hợp. Bệnh nhân nặng có thể ngồi mà vẫy tay. Tuy nhiên ngồi nhưng phải vẫn nhớ thoát hậu môn lại
và bấm 10 đầu ngón chân. Số buổi tập đạt ma dịch cân kinh trong ngày. Buổi sáng thanh tâm thì nên tập mạnh. Buổi chiều trước khi ăn thì nên tập vừa. Buổi tối trước khi ngủ thì hãy tập nhẹ. Tốc độ vẩy tay như sau. Theo nguyên tắc thì nên vẩy chậm thôi chứ không nên nhanh. Bình thường thì vẩy 1.800 cái thì hết 30 phút. Khi mới vẩy thì vòng rộng ra chậm một chút. Khi đã vẩy quen rồi thì hẹp vòng lại. Người bệnh nhẹ thì nên vẩy nhanh và dùng sức nhiều. Người bệnh nặng thì nên vẩy chậm và hẹp vòng lại. Vẩy nhanh quá thì sẽ làm cho tim đập nhanh, mà vẩy chậm quá thì không đạt tới mục đích của luyện tập là cần cho mạch máu được lưu thông. Vẩy tay nên dùng sức nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Vẩy tay là một môn thể dục chữa bệnh chứ không phải môn thể thao đặc biệt. Đây là môn thể dục mềm dẻo, đặc biệt là không dùng sức. Nhưng nếu vẩy tay nhẹ quá cũng là không tốt, bởi vì bắp vai không có lực lắc mạnh thì lưng và ngực không được chuyển động nhiều thì tác dụng sẽ giảm.